Rồi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra được. Trước câu hỏi nhiều người nói anh nổ quá to, vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ có câu trả lời chứng tỏ EQ cao vút. Đồng thời, mình có đăng cái video này lên YouTube thì nhiều bạn comment mong muốn mình hướng dẫn ha. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn chính xác cái cách để làm ra được những cái video như thế này. Thì hôm trước đó, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra được những video trên TikTok rồi. Tỷ lệ khung hình của nó là 9:16, tức là dành cho điện thoại đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra những cái khung hình dành cho YouTube nha các bạn, tức là nó nằm ngang như thế này á, chứ không phải là nằm dọc nữa. Và một điều quan trọng nữa là những cái video như thế này nè, thì các bạn thấy cái hình ảnh đa số là những người già có nếp nhăn rồi ha. Trong nhiều người trong số họ trông rất là khắc khổ ha các bạn. Nhưng mà mình không muốn tạo những cái hình ảnh này nữa, mình muốn tạo ra những cái hình ảnh nào á nó trẻ trung hơn, nó đẹp đẽ hơn và nó thu hút hơn. Tại vì á, những cái hình ảnh của những người thành công đẹp đẽ thì chúng ta sẽ rất là dễ tiếp cận với nhóm đối tượng là dân văn phòng, là đối tượng doanh nhân ha các bạn, những người giàu có thành công trong cuộc sống. Thì chúng ta nên tạo ra những cái nhân vật như vậy ha. Đó thì các bạn thấy nè, đây là những cái hình ảnh mà mình tạo ra đó. Bây giờ mình sẽ phân tích một chút về cái dạng video mà mình sắp sửa hướng dẫn cho các bạn làm ha. Thì các bạn thấy nè, đây là một cái người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi ha. Các bạn thấy vẫn còn rất là trẻ trung, không già đến nỗi là trên 50, da mặt xấu xí nhăn nheo ha. Rồi cái tỷ lệ khung hình ở đây á là tỷ lệ 16:9, tức là cái tỷ lệ nằm ngang như thế này, nó phù hợp với cái giao diện của YouTube ha. Và cái dạng video này nó thường dài hơn 1 phút, nó không phải là video ngắn ha. Và chúng ta sử dụng những cái nội dung này để chúng ta đăng lên YouTube chứ không phải là đăng lên TikTok nữa, cho nên là phải dài một tí. Cái điều nữa là chúng ta cần phải sử dụng cái giọng nói, thì giọng nói ở đây thật ra là giọng nói trí tuệ nhân tạo các bạn. Và chúng ta phải biết cách để làm sao á cho cái giọng nói nó khớp với cái khuôn miệng. Để vạch mặt luôn điểm hạn chế. Đó, các bạn thấy không? Cái giọng nói và cái khuôn miệng rất là khớp nhau ha. Rồi, cái nữa là bạn phải biết cách để tạo ra được những cái phụ đề như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từng bước một nha. Đầu tiên á, các bạn cần dùng đến một cái công cụ có tên là Midjourney, kết nối trực tiếp với Discord ha. Thì đây là cái bản trả phí, giá của nó rất là cao, khoảng 700 cho đến 1 triệu một tháng. Thì bạn nào chưa có tài khoản này thì các bạn có thể liên hệ với mình mua giá rẻ ha. Rồi, để tạo ra được những cái hình ảnh giống như người thật như thế này nè. Đây là những cái hình ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nha các bạn. Nhưng mà các bạn thấy không? Nó trông rất là sắc nét ha. Nó giống người thật. Nếu mình không nói với các bạn đây là ảnh tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ nó là người thật ha. Nhưng mà thật ra đây là ảnh do AI tạo ra thôi. Vậy thì mình phải biết cách thiết lập làm sao để cho Midjourney này nè, Discord này, nó tạo ra được những bức ảnh chân thật nhất ha. Thì các bạn thiết lập như sau cho mình. Đầu tiên đó, các bạn ở trên bàn phím đó, các bạn bấm phím duyệt, các bạn gõ cái từ khóa là testing ha. Đó thì ở đây nè, testing. Rồi các bạn để đây. Rồi các bạn nhấn enter. Đó thì ở đây đó, các bạn sẽ chọn là Midjourney version 5.2 ha. Có nghĩa là Midjourney phiên bản 5.2. Rồi các bạn chọn vô cái phần là Styleline 2. Rồi các bạn chọn vô Bublé Mode hay Variation Mode ha các bạn. Đó thì ở đây có nhiều phiên bản Midjourney á, nhưng mà mình phải chọn Mid 5.2. Nếu như các bạn mua tài khoản này với giá rẻ từ mình thì mình đã thiết lập sẵn cho bạn rồi.
các bạn không cần phải thiết lập gì nữa cả. Rồi bây giờ đến cái câu lệnh, đây là cái phần quan trọng nhất ha. Thì mình sẽ nói cái câu lệnh mà mình dùng để tạo ra được những cái hình ảnh đẹp như thế này, và mình cũng sẽ phân tích cái câu lệnh thật là kỹ để cho các bạn hiểu được cái cách hoạt động của Mr. Nee ha các bạn. Rồi cái câu lệnh mà mình sử dụng á là cái câu lệnh này nè các bạn. Một phụ huynh châu Á 40 tuổi, đẹp trai, phong độ, từng trải, lôi cuốn, đeo kính, nhìn thẳng vào camera, phong nền là phong cách. Đó tại sao mình lại chọn là một phụ huynh và không phải là một doanh nhân. Tại vì á, doanh nhân, hình ảnh doanh nhân thì nó quá là hào nhoáng đi. Thì mình sử dụng những cái hình ảnh nó gần gũi hơn. Đó là phụ huynh ha các bạn. Rồi, tại sao lại là châu Á? Tại vì châu Á nó gần gũi, nó quen thuộc và nó thân thương hơn. Cho nên nó sẽ dễ được đón nhận hơn ha các bạn. Đó, cho nên là mình sẽ sử dụng cái hình ảnh là phụ huynh nam châu Á. Mình cho cái giới tính luôn nha các bạn. Mình không cho là nữ, mà mình cho là nam. Tại vì thường thường á, đàn ông thì họ sẽ trải nghiệm nhiều hơn là phụ nữ ha. Rồi, 40 tuổi. 40 tuổi là phù hợp ha các bạn. Không nên quá trẻ, không nên là 20, 30. Tại vì trẻ quá thì non nớt kinh nghiệm. Còn già quá thì da mặt sẽ nhăn nheo ha các bạn. Rồi, mình phải cho một cái phần rất là cụ thể. Đó là đẹp trai. Tại vì đa số chúng ta là thích cái đẹp ha các bạn. Cho nên là mình phải nói rõ luôn là đẹp trai, handsome, phong độ, từng trải, lôi cuốn. Thì những người phong độ, từng trải và lôi cuốn á, thì khán giả họ sẽ thích hơn ha. Còn cái hình ảnh đeo kính đó là cái hình ảnh của những cái người trí thức. Người ta nhìn vô một phát là người ta biết là cái người này á phải là một cái người đọc sách nhiều, học hỏi rất là nhiều. Cho nên là họ họ đeo kính ha. Rồi nhìn thẳng vào camera. Đương nhiên rồi, tại vì chúng ta nói chuyện giao tiếp thì chúng ta phải nhìn thẳng vào camera ha. Cái cuối cùng nữa, phong nền là phong cách. Thì phong cách nó tượng trưng cho cái sự giàu có của một gia đình ha các bạn. Đó, các bạn thấy những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là lung linh phía sau này nè. Và nếu như mà các bạn để ý á, thì cái chủ thể nó rất là nổi bật. Mình cho bạn xem một cái hình ảnh ha. Ví dụ như hình ảnh này đi. Các bạn thấy á, cái chủ thể ở đây rất là nổi bật. Các bạn thấy rất là sắc nét đúng không? Sắc nét đến từng chi tiết luôn. Nhưng cái phong nền á, thì nó sẽ được làm mờ đi. Cái phong cách nó rất là điện ảnh ha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, vì vậy cho nên là mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này. Và một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ lệ khung hình là 16:9. Thì các bạn viết cho mình thêm cái câu lệnh là duyệt xiệt, không phải gạch gạch ha, dấu gạch nói như thế này nè, dấu gạch ở đây, rồi AR là viết tắt của từ aspect ratio á, là tỷ lệ khung hình ha. Mình sẽ để là 16:9 ở đây đó. Rồi bây giờ chúng ta đã phân tích cái câu lệnh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái câu lệnh đó để chúng ta làm ha. Rồi để tạo hình ảnh đó thì các bạn vào cái phần nhóm ở đây nè. Rồi mình sẽ bấm vô cái dấu xịt ở đây ha. Trên bàn phím các bạn bấm vào dấu xịt ở đây cho mình. Đó, các bạn thấy hiện ra cái mục là dimension. Các bạn bấm vào đây cho mình ha. Rồi tiếp đến á, mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này. Cái câu lệnh này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới video này ha. Các bạn chỉ việc copy và các bạn dán vào là được. Đó, thì ở đây mình sẽ nhập cái câu lệnh vào. Rồi, mình sẽ nhập tiếp cái tỷ lệ khung hình gọi là 16:9 ha. Đó, 16:9. Rồi mình sẽ nhấn Enter. Bạn nên nhấn Enter liên tục 2 lần ha. Thì nó để là Mr. Nee đang suy nghĩ ha.
bạn đợi khoảng 30 giây cho đến 1 phút, nó sẽ tạo ra 4 cái bức hình cho mình. Đó, nó đang tạo ha các bạn. Ở đây các bạn thấy nó đang là 0%. Khi nào mà nó đủ 100% thì chúng ta có thể dùng nó ha. Rất là nhanh chóng rồi, 15% rồi nè. Rồi, như vậy là chưa đến 30 giây thì Missioni đã tạo ra cho mình được những bức hình rất là đẹp đẽ như thế này ha các bạn. Giả sử như các bạn muốn tham khảo thêm nhiều các phong cách nữa thì các bạn hãy bấm vô cái phần dấu vòng tròn này ha, để cho nó tạo ra thêm 4 cái bức ảnh khác nó có phong cách tương tự như thế này nha. Đó, thì các bạn đợi một tí thì nó sẽ tạo ra thêm cho các bạn 4 cái bức hình có phong cách tương tự như thế này. Trong trường hợp á, mà các bạn muốn tải một cái hình trong cái hình này, thực ra đây là một cái hình thôi, nó bao gồm một cái hình, nó bao gồm 4 cái bức hình nhỏ ha. Vậy thì chúng ta chỉ muốn lấy một cái bức hình trong đây thì sao? Thì các bạn cần biết cái số thứ tự của những cái bức hình này để mình biết cách lấy ha. Thì hình đây là hình 1 nè, hình số 2, hình số 3, hình số 4, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới ha. Đó, thì các bạn nó sẽ tương ứng nè, hình 1 tương ứng với U1, hình 2 tương ứng với U2, hình 3 tương ứng với U3, hình 4 tương ứng với U4 ha. Giả sử như mình muốn chọn cái hình số 2 này thì mình sẽ nhấn vô U2. U là viết tắt của từ upscale á các bạn, có nghĩa là phóng to cái hình này lên. Thì mình sẽ đợi một tí để cho nó phóng to cái khung hình này lên ha. Đó, thì bây giờ cái hình nó đã được phóng to rồi. Thì đó, các bạn thấy cái hình ảnh ở đây nó đã có cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc tải về thôi ha. Đó, thì có rất là nhiều cái phong cách ha. Các bạn chỉ việc bấm vô cái bức hình và các bạn tải về thôi. Nhưng mà ở đây á, thì mình đã tạo ra sẵn rất là nhiều cái hình nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều cái bức hình khác nhau. Đó. Đó, vậy thì mình sẽ lấy cái hình trước đó nha các bạn. Tại vì mình thấy mấy cái hình mà mình đã chọn lọc ra trước đó nó đẹp hơn. Ví dụ như là cái bức hình này đây. Mình sẽ lấy cái bức hình này. Đó, mình sẽ lưu cái hình này về ha. Thì cái cách tạo và cái cách lưu nó cũng cùng một cái phong cách thôi. Rồi ok, mình sẽ đặt là rồi, mình sẽ đặt đặt tên gì cũng được ha. Mình sẽ đặt là đàn ông. Ok. Thì tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái trang web rất là nổi tiếng tại Việt Nam ha, một cái trang báo rất là nổi tiếng tại Việt Nam là Cà Phê Biết. Mình sẽ vào cái phần là ba chấm ở đây nè. Mình sẽ vào cái phần là quan điểm để mình tìm kiếm những cái bài viết hay ha. Ở đây là những cái bài viết triết lý cuộc sống đó các bạn. Ở trên đây rất là nhiều thì các bạn có thể tham khảo và các bạn lấy những cái nội dung ở trên đây để chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói ha. Đây, như bạn thấy nè, có rất là nhiều bài về quan điểm sống, ví dụ như là 10 lý do quan trọng để sống hạnh phúc. Đó, xăm mình không xấu, nhưng 99% kẻ xấu đều xăm mình ha. Cái này là quan điểm nha các bạn, cái quan điểm của người ta các bạn có thể thích hay là không thích là tùy các bạn. Nhưng mà các bạn có thể lấy những cái nội dung này để các bạn tạo nội dung. Đó, thì ở đây á, mình đã có sẵn một cái ví dụ rồi. Thì mình sẽ dùng cái bài viết này. Rồi, mình sẽ vào cái phần này để mình tìm kiếm ha. Tại vì trước đó mình đã chuẩn bị cái bài này sẵn rồi. Và cái bài này nó cũng không quá dài nha. Các bạn lưu ý là một cái bài viết không nên dài quá 5 phút khi chuyển đổi từ văn bản sang sang giọng nói. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần mềm DID đó, nó chỉ cho phép chúng ta dùng thử tối đa là 5 phút thôi. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý nha. Hoặc là các bạn có thể dùng ChatGPT để các bạn rút gọn cái bài viết đó lại dưới 5 phút ha.
Bạn nào mà chưa có tài khoản ChatGPT á thì các bạn có thể liên hệ với mình mua giá rẻ dùng trọn đời. Đó. Rồi, mình sẽ copy cái bài viết này. Đó, mình sẽ copy cái nội dung ở đây, sao chép và mình vào cái phần là chuyển văn bản. Đó, thì ở cái phần chuyển văn bản này nè, các bạn bấm vô cái phần là xử lý qua Google, các bạn dán nó vào ha, các bạn dán nó vào và các bạn bấm xử lý ngay, thì nó sẽ lấy cái nội dung ở trên cái bài viết này. Cái phần nào á mà nó không có quan trọng thì mình sẽ xóa nó đi, đặc biệt là cái phần dưới cùng này nè, là những cái nội dung thừa ha, mình sẽ nhấn vô backspace để xóa nó đi. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ xóa cái phần ở trên này luôn, xóa ngày đăng luôn. Rồi mình sẽ chỉnh lại một chút cho nó đọc ha các bạn, những cái gì mà bạn viết sẽ là những cái gì mà nó đọc, cho nên là mình phải chỉnh sửa nó lại một chút cho nó thật sự chỉnh chu và hoàn hảo. Đó. Rồi tiếp theo á, mình sẽ bấm vô cái phần giọng đọc này nè. Mình sẽ chọn giọng của anh Khôi. Đó, các bạn thấy anh Khôi ở đây. Mình chọn vào. Rồi, file audio thì mình sẽ chọn là file MP3 ha. Tốc độ đọc thì mình sẽ để nhanh một tí, hơi nhanh. Rồi mình sẽ để là 1.05. Rồi, ok. Tiếp theo á, mình sẽ chuyển văn bản nha các bạn. Chuyển văn bản thì mình sẽ bấm vô cái phần là chuyển văn bản ở đây để cho nó chuyển văn bản thành giọng nói cho chúng ta. Đó, thì các bạn để ý ở phía bên dưới này nè. Đây, mình sẽ bấm lại một lần nữa để cho nó chuyển đổi nha. Rồi, như vậy là nó đã chuyển đổi xong ha. Số lượng ký tự là 3843 ký tự. Tức là cái bài viết này á, mỗi một cái từ như thế này gọi là ký tự nha các bạn. Ví dụ như từ O, từ N, từ G, tức là từ ông này nó sẽ có 3 ký tự. Nó tính là 3843 ký tự. Lúc nãy mình lỡ bấm hai lần cho nên là nó sẽ ra hai cái bài viết này luôn. Các bạn chỉ cần bấm một lần thôi ha. Tại vì mỗi lần dùng á thì cái VB này nó sẽ tốn dung lượng của chúng ta ha. Cho nên là chúng ta phải sử dụng hợp lý một tí. Rồi, mình sẽ bấm vô cái phần download này để tải cái file âm thanh này về. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấp trực tiếp vào cái này để các bạn biết thời lượng của nó là bao nhiêu ha. Các bạn thấy thời lượng của nó là 3 phút 54 giây. Đó, thì cái thời lượng này nó đáp ứng cái yêu cầu của DID, tức là dưới 5 phút nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vào để mình nghe xem. Cách dùng người của tỷ phú từng là vua nợ Nhật Bản vươn lên thành huyền thoại kinh doanh. Hãy... cái giọng rất là hay á. Rồi tiếp theo á, mình sẽ vào cái phần mềm DID để mình chuyển đổi. Bạn nào chưa có tài khoản thì bạn đăng ký tài khoản, bạn sẽ sử dụng được 5 phút miễn phí ha. Đăng ký bằng Gmail á. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vô cái phần là Create Video. Rồi, mình sẽ tải cái ảnh nhân vật lên. Lúc nãy mình tải cái hình ảnh có tên là đàn ông đó, các bạn nhớ không? Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên ha. Mình bấm Open. Đó, thì đợi một tí, cái hình ảnh nó sẽ tải lên cho chúng ta. Nó nằm ở đây ha. Và cái giao diện của nó như thế này. Rồi, tiếp theo, mình sẽ vào cái phần là Upload Voice Audio để mình tải cái file âm thanh mà mình vừa tạo bởi VB á. Thì đây là cái file âm thanh mình vừa tải về và mình nhấn vào Open. Đó, thì đợi một tí nó sẽ load lên. Thì ở đây chúng ta có thể thay đổi cái tiêu đề của cái video này. Đó, cách dùng người của tỷ phú. Đó.
Ở đây mình sẽ đặt ngắn ngắn thôi ha. Các dùng người của tỷ phú Nhật Bản. Các dùng người nha các bạn. Cái này tơ rồi nè. Ok. Đây. Khi mà cái file audio đã được tải lên xong á, thì mình sẽ bấm vô cái phần là Generate Video và bấm vô Generate. Đó thì cái video nó sẽ tạo cho chúng ta. Đợi khoảng 30 giây đến 1 phút là nó sẽ tạo xong cho chúng ta ha. Trong thời gian đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm CapCut PC á. Tức là cái phần mềm này các bạn tải trên trang web capcut.com nha. Tải về máy tính để chúng ta dùng. Cái phần mềm này miễn phí cho nên là các bạn không cần phải sợ tốn bất kỳ đồng phí nào hết. Các bạn chỉ trả phí cho Bitsony thôi. Bạn nào chưa có Bitsony thì có thể liên hệ với mình mua giá rẻ ha. Rồi trong thời gian chờ đợi á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để lấy nhạc nền nha các bạn. Tại vì á, ở trong các video nên có nhạc nền để người xem á họ không có cảm thấy buồn ngủ ha các bạn. Cho nên là nếu như các bạn muốn lấy nhạc nền miễn phí mà không bị vi phạm bản quyền đó, thì các bạn vào trên chính cái kênh YouTube của các bạn và các bạn lấy ha. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn nè. Đó thì mình vào cái phần YouTube. Đó mình sẽ vào cái phần này. Rồi mình sẽ vào cái mục là YouTube Studio nha. YouTube Studio. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái phần là thư viện âm thanh. Rồi ở cái phần tìm kiếm ở đây nè. Các bạn thấy cái phần tìm kiếm không? Các bạn gõ cho mình cái từ khóa là Six Seasons. Có nghĩa là 6 mùa ha. Các bạn nhạc nó tên vậy ha. Các bạn tìm kiếm cho mình Six Seasons. Đó thì đây nè. Nó sẽ ra cái bài nhạc. Và mình bấm vô tải xuống để tải cái file âm thanh về nha. Đó thì thường nhạc nền ở đây mình sẽ chọn cái bài này. À, những cái nào mà nó liên quan đến triết lý á thì mình chọn cái này. Các bạn dùng nhạc này thoải mái, không có bị bản quyền gì hết. Đó, thời lượng là 7 phút 50 giây. À, đó, rồi mình sẽ quay lại cái phần của DID để xem coi video đã được tạo xong chưa. Nó tạo chưa xong ha. Đó, tạo xong rồi. Thì mình sẽ vào đây để mình tải video về. Mình bấm cái phần là download để video tải về cho mình. Đó, các bạn thấy cái mục là cách dùng người của tỷ phú từng là vua nợ Nhật. Rồi, video cách dùng người của tỷ phú từng là vua nợ Nhật Bản vươn lên thành huyền thoại kinh doanh. Hãy đối xử với một người lao công như với một CEO. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng đến cái phần mềm cuối cùng là CapCut. Chúng ta vào CapCut, chúng ta bấm vào New Project để nó tạo dự án cho chúng ta. Rồi, bấm tiếp vào cái phần Media nè. Bấm vô cái phần Import. Đó. Rồi, tiếp theo á, chúng ta sẽ tải cái video lên. Tải cái video này lên và tải cái âm nhạc lên ha. Cái phần là Six Seasons chúng ta vừa tải trên YouTube á, tải hai cái phần này lên ha. Đó. Rồi, tiếp theo á, chúng ta sẽ bấm vô cái phần dấu cộng ở đây để cho nó xuất hiện trên cái timeline ha. Tại vì á, cái đoạn nhạc này chúng ta chưa cần dùng đến cho nên là chúng ta có thể chưa có thêm vào ha. Chúng ta tạo phụ đề cho nó thì chúng ta mới thêm vào. Tại vì nếu thêm vào á thì cái máy nó sẽ không có nghe rõ, tại vì nhạc nó lắng hết hết rồi. Cho nên là chúng ta sẽ
vào cái phần test ở đây để chúng ta tạo phụ đề ha. Rồi ở cái phần là auto caption đó thì các bạn bấm vào auto caption cho mình. Ngôn ngữ của video là tiếng Việt đúng không? Cho nên là chúng ta phải chọn tiếng Việt nha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là Vietnamese. Đó, thì ở đây mình sẽ bấm vô create để cho nó tạo phụ đề tự động cho mình. Mình không cần phải tạo hay là căn chỉnh thời lượng cho thích hợp gì cả. Cái này rất là thông minh ha, nó tạo phụ đề cho chúng ta luôn. Rồi, phụ đề đã được tạo xong rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vô dấu cộng để phóng to cái timeline này ra một tí ha. Đó, vừa phải rồi nha các bạn. Đó, ở đây là được rồi. Rồi, mình có thể chỉnh sửa cách dùng người của tỷ. Thì các bạn thấy là ví dụ như ở đây thì mình có thể chọn vô cái phần là caption ở đây để mình chỉnh sửa trực tiếp trên đây luôn. Ví dụ như chữ cái đầu tiên thì viết hoa, rồi chúng ta phải viết đúng tên của nhân vật ha. Đó thì ví dụ như ở đây thì các bạn thấy phụ đề rất là chính xác ha. Nhật Bản là tên riêng cho nên phải viết hoa. Cách dùng người của tỷ phú từng là vua nợ Nhật Bản vươn lên thành huyền thoại kinh doanh. Hãy đối xử với một người lao công như với một sĩ. Lao công ở đây nó viết hoa, nó đúng thời điểm ha. Tức là tự nhiên nó viết ra không đúng rồi. Thì cái này tại vì mình hơi kỹ lưỡng một tí cho nên là mình sửa cái phụ đề ở đây thôi. Còn bình thường các bạn có thể xuất bản luôn. Nó sai một chút nó cũng không có ảnh hưởng gì á. Nhưng mà bạn làm video chuyên nghiệp á thì các bạn phải tính đến cái yếu tố là các bạn phải làm sao cho cái phụ đề này nó thật sự là hoàn chỉnh nha. Nhà sáng lập Panasonic Kono. Như là Panasonic nè, cái từ này viết chưa được đúng chính tả nè. Đó thì mình sẽ ghi lại. Thì ví dụ như bạn không biết cái từ Panasonic viết làm sao thì sao? Thì các bạn quay lại cái phần này nè, các bạn thấy không? Cái phần này nè. Đó thì các bạn copy cái dòng chữ này, các bạn dán vô. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhật Bản. Rồi mình sẽ nghe lại cái phần này nha. Hãy đối xử với một người lao. Nhà sáng lập Panasonic. Tức là cái tên của ông này là tên riêng. Cho nên là chúng ta sẽ dán cái tên vào đây. Đó, thì cái này á, bạn cẩn thận hơn thì bạn chỉnh sửa tí ha. Đó, mình nói qua để cho các bạn biết cái cách thức nó hoạt động thôi. Mình sẽ không chỉnh sửa hết cái phần này. Các bạn làm thì các bạn cố gắng tự chỉnh sửa ở đây nha. Đó, thì ở cái phần test này á, mình có thể thay đổi phông chữ nè, thay đổi kích thước chữ nè, thay đổi màu sắc nè, in đậm, in nghiêng. Đó, ví dụ như mình chọn cái màu vàng ở đây đi. Đó, thì nó sẽ chuyển sang màu vàng cho mình. Đó, các bạn thấy không? Đây, nó sẽ chuyển sang màu vàng. Rồi phông chữ thì mình sẽ để mặc định là system, hoặc là có nhiều phông chữ khác nhau nè, các bạn cứ đưa vào thì nó sẽ hiện ra cho các bạn tham khảo rồi. Đó, thì ở đây mình cũng sẽ chọn mặc định là system. Mình có thể phóng to nó ra một tí. Đó, thì các bạn thấy từ 5 mình đã chuyển lên 7 ha. Cho nó dễ nhìn, nó dễ đọc hơn. Thì thường mình sẽ để đơn giản thôi. Tức là mình sẽ để cái phông chữ màu trắng luôn. Để màu trắng luôn. Phần nhạc nền thì sao? Thì ta sẽ trở lại cái tab line nè. Ta bấm vào cái chốt ở đây. Thì các bạn để ý là cái đoạn nhạc á, nó dài hơn cái video của chúng ta. Cho nên nó chúng ta sẽ kéo cho nó đến cái âm ở đây ha. Đó, nó cái đường có thẳng xuống đây nè. Thì các bạn nhắn cho mình cái phím này cho mình, cái phím slip đầu tiên này. Rồi các bạn chọn như cái này. Rồi các bạn nhắn backspace để cho nó xóa ha. Nó xóa cái phần này ha. Hoặc
hoặc là các bạn muốn xóa thẳng nó luôn và các bạn không cần sử dụng nút backspace á, thì các bạn đưa cái thanh này đến cái đoạn cuối cùng, sau đó các bạn bấm vào cái phần list này đó, thì các bạn thấy cái phần đuôi này nó sẽ mất luôn. Và nhạc nền nó thì thường á nó sẽ rất là to. Cách dùng lời của tỷ phú nói nhạc nền rất là khá là to ha. Vậy cho nên á, nếu như muốn chỉnh nhạc nền thì mình sẽ bấm vô cái phần nhạc này và mình sẽ kéo cái nhạc này về đâu đó khoảng 35 cho đến 40 thôi. Âm 35 cho đến âm 40 decibel ha. Đó thì ở đây mình từng là vua nợ Nhật Bản vươn lên thành huyền thoại kinh doanh. Hãy đối xử. Đó là cái cách phim nhạc nền ha. Đó ha. Rồi. Tiếp theo á mình sẽ xuất bản cái video ra. Rồi, bấm vô cái phần export này để xuất bản ra ha. Mình đặt tên cái tiêu đề. Cái tiêu đề ở đây nha. Đó, cái tiêu đề. Rồi mình chọn cái thư mục để mình lưu. Thì ở đây mình sẽ lưu trong cái phần là ổ đĩa D nha các bạn. Mình lưu ở phần đổ ổ đĩa D ở đây. Bạn lưu ở đâu bạn nhớ là được. Rồi ở cái phần này á thì mình sẽ không có bật chế độ là xuất bản audio. Mình cũng không bật cái chế độ là xuất bản phụ đề nha. Tại vì nếu như mà xuất bản phụ đề á, nó sẽ tính phí. Tức là cái file phụ đề nha. Bạn, nhiều bạn chưa biết cái file phụ đề là gì. Nhưng mà chúng ta không cần dùng đến cái này. Nhưng mà nó cũng sẽ có cái phụ đề cho chúng ta nha. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn bấm vào cái phần là export để nó xuất bản ra. Rồi cái quá trình xuất bản á, nó cũng rất là nhanh thôi. Các bạn đợi khoảng chừng 30 giây đến 1 phút là nó sẽ xuất bản xong cái video cho chúng ta. Rồi khi mà nó xuất bản thành công các bạn, nó sẽ xuất hiện cái từ là save, có nghĩa là đã luôn á. Mình sẽ vào cái thư mục để mình kiểm tra ha. Cách dùng người của tỷ phú từng là vua nợ Nhật Bản vươn lên thành huyền thoại kinh doanh. Hãy đối xử với một người lao công như với một CEO. Nhà sáng lập Panasonic Konosuke Matsugita từng được ví là vua nợ Nhật Bản. Nhưng nhờ triết lý kinh doanh cùng thuật dùng người tự. Đó, các bạn thấy cái cách tạo video này rất là hay ha. Các bạn chỉ cần có cái phần mềm Dictionary. Cái phần mềm Dictionary là cái phần mềm quan trọng nhất để tạo ra được những cái hình ảnh như thế này. Đó, rồi, như vậy là xong rồi. Nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là like cái video này và nhấn vào đăng ký ủng hộ mình ha. Bạn nào mà có điều kiện thì các bạn cứ mua tài khoản Nissany 700 đến 1 triệu một tháng các bạn dùng. Còn bạn nào mà không có điều kiện á thì các bạn có thể liên hệ với mình mua Nissany giá rẻ dùng chung ha. Dùng chung nhưng mà server của các bạn là server riêng ha và không ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng hết. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp.